Chào các bạn xem video nha. Video giải đáp cho các bạn một số thắc mắc là hỏi là hiểu trung vi lượng. Nhiều bạn còn chưa biết trung vi lượng là gì. Chúng tôi sẽ làm video nói trung vi lượng kỹ các bạn xem nha. Cái cây trồng chúng ta nó cần 18 nguyên tố học các bạn ạ. Và một số nguyên tố học khác nhưng mà các nhà khoa học ấy chưa có máy móc để phân tích ra. Thì đầy đủ 18 nguyên tố học nhá. Đạm, lân, kali, NPK đấy là đa lượng. Còn trung lượng là lưu huỳnh, magie, canxi. Đó là trung lượng các bạn nhé. Trung lượng là cây nó cần một lượng vừa phải. Còn đa lượng là cây cần thường xuyên, giống như cơm. Còn vi lượng là cây nó cần một lượng nhỏ nhưng phải có nhé. Đất các bạn còn mới, còn tốt đấy, thì nó còn năng suất, đúng không? Các bạn cây mà mới trồng, nó mới làm nó còn năng suất. Nhưng mà khi trong quá trình chúng ta khai thác cây thì một vài mùa ấy, cái lượng trái nhiều thì nó rút hết cái trung vi lượng lên. Nên để nuôi trái chúng ta không bổ sung vào đất thì nó sẽ kém năng suất. Đây các bạn không để ý trung vi lượng là nó là kém năng suất nhá. Các công ty phân bón thì người ta ít khi bỏ trung vi lượng vào kèm lắm. Ít khi bỏ trung vi lượng kèm với NPK lắm nhá. Nếu bỏ trung vi lượng kèm NPK thì giá thành phân sẽ lên cao, một ký mấy chục ngàn, chúng ta mua sang án. Và bỏ chung với NPK nó có thể gây ra ngộ độc các bạn ạ. Trung vi lượng thì không cần thường xuyên nhưng cũng phải có. Chúng ta có thể bỏ ngoài. Đây là bao phân này, chuyên trung vi lượng các bạn này. TVN này, 2012 này. Các bạn có thể mua ngoài cửa hàng thực vật nhé. Bao 15 ký. Đây là hiện tượng lá thiếu trung vi lượng các bạn thấy không? Nếu thiếu trung, các bạn bón NPK rồi lá cũng không xanh, không tốt. Trái không to, không ngọt, không đẹp. Do thiếu trung vi lượng. Đây này, tế bào bị khuyết này, gân xanh này, lá vàng này, thiếu magie, kẽm nhá, canxi, bo nhá, sắt, kẽm, đồng nhá, mangan nhá, nó cũng gây vàng lá đấy các bạn. Chứ không phải thiếu magie, kẽm, canxi, bo là lá nó không vàng đâu. Sắt, kẽm, đồng, silic thiếu nó cũng vàng lá, lá nhỏ, trái không đẹp. Thiếu trung vi lượng thì nó sẽ gây hiện tượng này, rụng trái này, đấy, xì trái, nứt trái, chấm trái, trái không được đẹp. Thậm chí là bị côn trùng này, sâu nấm bệnh hại tấn công nhiều hơn. Tại vì để ra những lỗ hổng các bạn thì cái bệnh hại ấy, sẽ tấn công nhiều hơn. Khi có trung vi lượng đủ chất thì 18 lỗ học đủ đầy đủ thì cây sẽ tạo ra một sức đề kháng, có thể chống lại bệnh tật và tự làm lành vết thương. Đó, tác dụng to lớn của trung vi lượng các bạn nha, các bạn phải để ý nhé. Thì ngoài ra là chúng ta có thể bổ sung trên lá. Chúng ta bón gốc trung vi lượng rồi, chúng ta bổ sung trên lá nữa. Đó là bo, canxi và trung vi lượng. Đây là hàng của Tây Ban Nha các bạn nhé. Hàng có nền hữu cơ, dễ hấp thụ, xịt nhiều không gây ngộ độc. Có bo thì sẽ vận chuyển canxi đi. Canxi thì nó sẽ không di chuyển. Chúng ta xịt ở đâu nó chám vào đó. Có bo sẽ chuyển canxi đi các bạn nhé. Bo canxi là canxi là trung lượng, bo là vi lượng. Cây rất là quan trọng trong quá trình ra đọt cũng như ra hoa đậu trái. Nếu thiếu cái này sẽ gây rụng trái và trái sẽ bị méo mó, không lớn, giảm năng suất. Đấy các bạn xịt cái này pha kèm thuốc vào thực vật này. Ví dụ hôm nay các bạn xịt chai bo canxi này của Tây Ban Nha này, tuần sau, 10 ngày sau, cứ sau đấy các bạn xịt sang chai trung vi lượng AZ này, vi lượng hòa tan Tây Ban Nha nhé. Thành phần của nó là có axit amin 5%, axit glutami, rồi có kẽm 1%, mangan 0,7%, sắt 0,9%, bo, mo, canxi, BH. Đó, nước ngoài người ta tính hàm lượng vừa đủ các bạn nhé, cho một lần xịt vừa đủ cây hấp thụ, không cần phải cao quá. Cao quá thì chúng ta xịt lần sau thì dễ ngộ độc. Xịt một lần đủ hấp thụ trong vòng tuần 10 ngày chúng ta xịt tiếp. Đó, chúng ta có thể bón trung lượng trên đất và xịt trên lá nữa để cho đầy đủ chất, sẽ tăng năng suất tối đa các bạn nhé. Đây các bạn có thể hỏi mua những sản phẩm này ngoài cửa hàng thuốc về thực vật. Không có thể mua số online nhé.
chúng tôi ship tận nơi cho các bạn. Sản phẩm các bác hiệu quả cao nhất, nhiều bác đã sử dụng sản phẩm chúng tôi đánh giá rất là cao và điện cảm ơn nữa. Đây, thành phần của bao trung vi lượng này. Canxi 18%, magie 15%, kẽm 21%, sắt 30%, đồng 24%, bo 56%, silic 71%, axit amino, agava, tyrosan, mangan 10%, molybden 15%, một số vi lượng khác. Dạng che lát, dễ hấp thụ, ít tạp chất. Thì công ty này đã bổ sung những thành phần nguyên liệu vào đây rất là cao các bạn ạ. Để cây chúng ta đang đất chúng ta đang hiếm những chất này á, nó có thể ăn và nó tăng hấp thụ NPK lên, tăng chất lượng nông sản. Đất các bạn đang hiếm những chất trung vi lượng và chất khoáng các bạn ạ, thì các bạn bổ sung vào á, tốt nhất giai đoạn có hoa có trái nhỏ cho chúng ta vãi xuống gốc, sau đó tưới nước vào, thì chúng ta chia thành 2-3 lần bón. Trong này trái ta chia 2-3 lần bón nhé, và định kỳ chúng ta xịt những sản phẩm phân bón lá của Tây Ban Nha, bo canxi trung vi lượng để nâng hiệu quả cao nhất. Chúng tôi trái mướt trái, chống vàng lá, cũng như trái sẽ đẹp hơn, tăng năng suất hơn. Cái lá như nào là cái trái như vậy các bạn ạ, các bạn nhìn cây và cũng tăng sức đề kháng cho cây trồng, giúp cây trồng chống chịu những bệnh tật cũng như sự tấn công của côn trùng. Trung vi lượng rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì các bạn còn phải chú ý đến pH của đất nhé. pH rất quan trọng với cây trồng. Các bạn đo một cây xanh nhất vườn là pH nó tầm 6 chấm ạ. Còn các bạn đo cây vải nhất vườn pH chỉ có 3-4 chấm thôi. Chứng tỏ pH rất quan trọng với cây trồng nhé. Chúng ta lấy pH của đất. pH mà thấp kéo dài quá thì cây sẽ bị bệnh, không hấp thụ được trung vi lượng, không hấp thụ được phân bón, thì chắc chắn một rễ bị thối thì nó sẽ cây sẽ bị kém năng suất, có thể cây bị chết. Chúng ta rất là tốn kém, nó pH thấp thì chúng ta vãi phân mà nhiều cây không hấp thụ được, không ăn được, chúng ta càng tốn kém. Các bạn không hiểu thì cứ comment dưới video nhé, hoặc nếu mua hàng thì liên hệ trực tiếp tôi, số điện thoại trên màn hình 0967 80229 nhé. Trung vi lượng chúng ta có thể trộn chung với NPK, chúng ta rải. Thì bình thường thì một trung vi lượng này một gốc thì chúng ta bỏ một lạng nhé, lạng hai lạng tùy đường kinh tán. Các bạn thấy video với chỉ bấm like chia sẻ nhé, nhấn ký kênh ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn.